Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi vô khô cho anh Thông. Đây Út Lá, người đồng hành với mình làm khô giao cho anh Thông nè. Nếu mà ngon thì Út Lá còn làm hoài, còn hết. Nếu mà dở thì anh Thông trả về, Út Lá ăn hết. Còn mèo không ăn nha. Mèo ăn chuột. Đây nhiều lắm luôn rồi đó nha. Anh Thông ảnh dặn cũng được, có lẽ mấy chục ký, được 30 ký không lá? 31 ký hả? Còn thì đi dục đường nhậu 1 ký thì còn 30 ký. Đây có Google, rủ Google đi. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình kẹt ở nhà nấu cháo ếch giao cho ta rồi, mình không có đi với mèo được. Gồ này nào nấu cháo ếch về Đài Bắc hả? Ở quê Đài Loan. Nấu cháo ếch Singapore cả nhà ơi. Mình gom đơn cái tuần mình nấu 2 lần giao cho. Giờ gồ đang làm nè, nó gọt cái này để củ hành, nó chuẩn bị làm cháo ếch. Còn đây là anh Út nhà mình. Hello, chủ tài xế. Xe anh ngoài kia, dòm thấy xe ngoài kia luôn kìa. Xe anh Út rước mình đi. Mình chảnh chó lắm, đi giao cá không biết có lời lỗ bao nhiêu không biết, nhưng mà đâu, đi xe du lịch đi chắc ăn. Anh Út là người đồng hành với mình, còn mẹ mình nè, cột bọc dế này xuống tặng cho anh Thông. Bọc dế, đây bọc dế nè cả nhà. Hết nấm tràm rồi, còn dế này, dế đồng, cái lúc này là còn nhiêu đây là cạn kiệt hết luôn á. Đúng ra mình rút chân không, nhưng mà đều cái gom lại 2 phần. Mình phần, mẹ phần, gom lại đưa cho anh Thông kho khu quẹt. Đâu nào chỗ ếch đâu, coi đuổi ếch của bà lớn. Không biết, ta về sớm. Chưa, này mới có chuẩn bị đồ rồi, chứ chưa có nấu. Ếch con rửa mà chưa kìa. Cá đâu, cá lóc đâu, lá. Nè, cháo nấu rồi nè. Cháo nấu rồi trong bình này nè. Này nấu buổi sáng, nấu mấy tô buổi sáng à. Còn buổi chiều mới nấu nhiều. Cái này là gồ nấu cháo rồi nè, nhưng mà ếch thả vô đó nó cái màu mới. Cái này người ta đặt buổi sáng mấy tô à. Rồi mình làm buổi sáng buổi chiều. Mẹ sổ rồi cá. Đó, cá lóc nè cả nhà. Cái này mình mua rồi mình lựa mấy cá bự lại giao để giao lại cho anh Thông. Hồi đó anh Thông có dặn cho mình với mình á là có cái lóc bự bự để đưa cho ảnh vài con để tặng bạn thân hay là người thân gì đó. Được 4 con. Được chứ. 4 con ngoài chứ. Ơi rồi còn cái lóc bữa đó về rộng rồi bị ngợp rồi tao mần rồi đâu rồi. Bỏ tôi lạnh rồi lấy luôn cho ảnh luôn đi. Trời ơi ngợp gì tiếng ngợp nó mần chứ. Có lắm à. Một lứa cá này luôn nè, mà tại về nó ngợp. Cứng, cứ để gì đi rồi nó có lóc vô xe, nó cũng còn trong xe, không sao. Ừ. Xuống đường, cái xe này không xuống đường. Nếu chết thì Út Lá ăn. Cái bộ này ngon rồi nghe. Vì chỉ có ăn trước là được. Cá lóc chết mà mày ăn là mày ngon, làm cành đào rồi còn gì nữa Út Lá. Bỏ 4 con vô chung đi, không bỏ thêm cái lọc nữa. Không, hai cái bọc bỏ ra 2 cái á, chia ra từ từ 2 con. Bọc 2 con hả? Ừ, một con nhỏ đi ha. Ừ, nó mình chia vậy đó. Gút sơ lại thôi chứ đừng sống. Tại vì 2 cá lứa này chắc nhỏ hơn cái này con không bệnh quá. Nữa. Đây nè cả nhà. Thi Thí với lại Google đang nấu cháo ếch. Đá còn luôn mua con chuyện quá cả nhà ơi. Đang nấu cháo ếch Singapore. Giờ làm đi giao. Buổi sáng thì giờ để tranh thủ làm đi. Đâu ếch đâu. Ôi. Thứ gì không ngon mà hả đói là ngon à. Đây nè cả nhà. Ếch này là để nấu cháo mà kêu bằng cháo Singapore. Go ngày xưa là có bán ở trên bến cầu. Đặt bữa nay nên tám ký tao nghe nói anh xui tao cũng đặt hai phần cái gì ấy mà tao tính hùng phần nữa.
Tao để em xuôi, tao nãy giờ tao để em xuôi, tao đổ em xuôi, tao đi mà không bóng máy. Mày nghe, mày nghe. Cái bọc ghế đó nào quên nó nghe. Thôi giờ mình lên xe cả nhà ơi. Có mình với lại vợ với anh Út đi ra dọc đường cái rước thêm vài người nữa. Vài mino nữa ha. Hả anh Út? Xe rộng mà. Thôi giờ mình đi dọc đường để mình có cái nào mà nó ấy mình khám phá để cho cô bác bạn bè được xem ha. Nên mình đi tới ngay ngã tư của Hóc Môn rồi cả nhà ơi. Mình nãy giờ mình ngủ gật, không biết sau này có vợ không biết có ngủ không. Ôi trời ơi, nó ngon hơn mình nữa. Phê, đang phê, phê, đang phê. Cái này có mình vừa ngủ chứ ai ngờ đâu có vợ nữa. Nghe đang xe đèn đỏ, giờ là chạy lại tới đèn xe đèn đỏ chỗ ngã tư Hóc Môn. Dưới Gò Dầu mình chạy trang ba, mình chạy lên nếu mà quẹo trái là đi vô chợ Hóc Môn, còn quẹo phải đi qua ngã Ba Dòng đi thẳng đi ăn xương. Đây của anh Thông tiêm bò bộ đồ lòng. Dạ chào anh chị, chị giám đốc. Ô nè cái này giấy bầu à. Bên đây là da mà dạp qua bên này. Cái đây là lòng, tim. Nhiều lắm, rộng nhiều đồ trong đây lắm. Bên đây mấy ông anh mình làm bên đây. Chào anh. Chào hai ông anh nha. Đây đây, nè. Dưỡng bò nè, cây đuôi nè. Nhiều lắm luôn. Quá trời đã luôn. Nấu lòng không mà bao nhiêu đây nè cả nhà. Nhiều lắm luôn á. Bên đó thì lòng đen, còn mấy cái tủ nè bên này. À cái này kêu bằng cái nạm, nạm bò. Sắp sẵn quá chừng nè. Tủ để mình cái này mình mọi người hí cái tủ mình thử đó. Đây quá chừng nè, đồ kỹ trong tủ nè. Mà cái này nè mình chép được thêm 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây tủ, 7 cây. Đã, rộng ở đây quá chừng luôn. Ở có anh em nào mà ở gần ngay chỗ đường Lý Thường Kiệt thì lại đây ủng hộ anh Thông. Nói chung là quá anh Thông bán cũng đắt, nhưng mà mình xưa mình cũng làm YouTube rồi mình cũng lên đây chơi với anh Thông, quen anh Thông rồi lên mình sẵn cái dịp lên chơi giao đồ cho anh Thông, giao cô một nắng rồi mình cũng ở chơi với ảnh. Bây giờ anh đem bia đồ ở trước rồi bài ra nhậu, mình vô mình quay cho mấy anh em thấy. Cái này là cây nhà là ảnh, cây nhà lá vườn cũng như là bò nhà ảnh mua về mà bán luôn chứ không lấy lại của ai, không sợ lầm. Bữa nay mình đi có vợ với mình với là anh Út tài xế, có 3 người. Đây mình lên tới chỗ của anh Thông, ảnh là có gì để đấy ở nhà ảnh. Không giờ có bò anh đẩy bò mà nói ăn từ đầu tới đuôi chứ, ăn từ đầu tới đuôi chừng nào về á Thông. Này anh Út này tài xế làm lon thôi, anh Út đừng uống nhiều ạ. Lon với anh em thôi. Đây có vợ, còn đây là mấy chị phụ lặt rau với anh Thông. Lấy bình giấy ra cho, lấy bình giấy ra cho. Lấy bình giấy ra, lấy bình giấy ra, lấy bình giấy ra chị. Cái bình giấy đó chị lấy ra. Thấy chưa? Ờ à, lấy rồi thôi.
Vô, mời anh Thông, anh Thông. Vô. Vô vậy. Mời anh Út. Nên mình nửa năm vui vẻ anh Thông. Chuyển sang như màu. Anh Thông anh đại cho mình cái món này, món gì là lòng thì kêu bằng lòng đen phải không? Mình lạ lạ hơn xứ quê, quê cái sắc lên cái chấm mắm niêm mà, còn cái này qua què quá để mình ăn cái ngon. Xin mời cả nhà nha. Thì anh Thông cũng cho thêm món kêu mà người ta dê xấu xả, còn cái này anh Thông cũng nói là cái này bò xấu xả. Chút nhậu chứ anh Thông chắc thật bò về bò xấu xả luôn. Dạ không? Dạ không chấm dẫn. Đi viêm cái coi mà cạp đi coi anh em được ghiền được coi, đúng mấy anh em ghé luôn. Ủng hộ anh Thông chứ không? Bò xấu xả rồi. Mà nhớ nhớ ông hồi anh Thông lúc trời mưa nghe, ngồi trời không mưa anh Thông hồi nào cũng hết sớm đó. Hết anh Thông trời mưa thì ghé ông hồi anh Thông chứ trời không mưa là cảm ơn anh Thông. Anh Thông chấm cho mình rồi cả nhà. Ở ngoài đó lấy vô chiên luôn á, thì đã đồ tươi mà kìa, đang treo ngoài đó cái lấy vô chiên cái ăn gì nè. Đi chà bông nè, giống chà bông á. Vậy chứ vòng qua vòng lại chứ. Em anh Thông ơi, tại nói chứ em chờ chừng nào mà ông bò đó nó chín em mới về á anh Thông. Chín rồi lại da nổ rồi. Không, em chờ chừng nào chín em mới về. Da nổ rồi. Thì anh chờ. Thì anh nói tới 5 giờ đi, 5 giờ em cũng chờ tới 5 giờ mà. Da nổ với da quay rồi. Em nói với anh nhẹ. Nè, anh nhẹ tôi chờ bò chừng nào mà tới cỡ 7 giờ chín tôi cũng chờ tới 7 giờ nữa. Nó cười kìa đi về đi cha ơi. Tôi nói sớm mỗi tôi cũng về mà. 7 giờ 9 bán ai, 9 giờ, vô. Thì ý em nói kẹo. Vô mà anh. Anh ta chà bông dở. Dạ, anh Thông không ăn khắp chà bông cho mày kìa. Chà bông cho em à. Cái đó nó hỏi anh ơi, mình làm kiểu cánh sao rồi về nó chà bông. Nhà nó có mấy bụi lá. Ở nhà mày có mấy bụi mày làm đi. Xả nó dễ lắm, mày về cái mày nhổ lên, cái mày lấy cái đầu mày giả bằng á, mày giả cho nó nát ra, cái mày đem mày phơi vút. Cầu kỳ lắm cả nhà, ngoài tứ 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng, đó, giờ bắt đầu, thấy nó vàng da rồi, bắt đầu giờ lên từ từ cho nó không, từ từ. Nói chung mình nói anh Thông bán 600 ngàn một ký. Nhưng mà thật sự mình ở quê mình nói nó mắc chứ thật sự không mắc. Bị công người ta quay về một gần cả ngày mà người quay nữa. Nói vậy cái sắt ra bán 600 ngàn, mua ai mua đem về cũng như cứ có 1 ký lên 600 ngàn ký. Rồi ghé Thông chơi nãy giờ làm cũng được rồi mấy lâu thì anh Thông anh cho em gái kìa kiếm vô họp mà anh em mình về phải có nhậu nữa, nhậu không nhậu thì về nè cô mẹ cô hay mày nhậu rồi vợ cô. Tao chắc tao nhậu quá tao không có cơm đâu. Anh Thông chứ em nhậu chứ mày không có cơm à. Thôi tại nói chứ tạm biệt chia tay với anh Thông, hẹn ngày mình gặp lại, bỏ tay cho anh Thông. Thôi giờ tụi em rút anh Thông ơi nha. Dạ chị không biết chị chắc đi chợ hả gì không thấy. Dạ lên đường về cả nhà ơi, đây anh Út anh không uống một ly nào luôn. Trách nhiệm của anh là bác tài.